Tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, sáng nay đã xảy ra một tai nạn giao thông hy hữu. Chiếc xe cấp cứu này đúng ra thì đã có thể chở bệnh nhân về đến bệnh viện, nhưng ngay khi vừa đến trước cổng đã gặp phải va chạm với một chiếc xe tải khiến một điều dưỡng bị thương. Vụ tai nạn xảy ra lúc 9 giờ sáng nay, nam tài xế khoảng 25 tuổi điều khiển xe cấp cứu 50LD09858 lưu thông trên đường Phạm Ngọc Thạch hướng từ quốc lộ 13 đi Mỹ Phước Tân Vạn. Khi đang rẽ trái vào bệnh viện Đa khoa Bình Dương thì bất ngờ bị xe tải chở vật liệu xây dựng chạy theo chiều ngược lại lao tới tông trúng. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có hai điều dưỡng và một bệnh nhân. Tai nạn khiến một điều dưỡng bị thương ở chân. Nhân viên của bệnh viện sau đó đã ra hỗ trợ đưa bệnh nhân và người bị thương nhanh chóng vào cấp cứu. Tại hiện trường, xe tải tông bể kính bên hông xe cấp cứu, hai xe dính chặt nhau dừng lại ngay trước cổng bệnh viện. Tài xế xe tải cho biết anh chạy đúng làn đúng tốc độ do phía trước có một xe lớn che khuất tầm nhìn và khi gặp xe cấp cứu qua đường gấp nên không kịp xử lý. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan cảnh sát tiếp tục điều tra làm rõ.